Sau bùng nổ theo đà thì phiên phân phối thứ hai, thứ ba sẽ như thế nào? Và đây là câu trả lời. Ai muốn hỏi nhiều câu hỏi có thể hỏi lại ở dưới phần comment nhé. Sẽ trả lời bằng video. Ok, sau khi bùng nổ theo đà đã xuất hiện những cái phiên phân phối. Căn bản là tuần suất các phiên phân phối phải xuất hiện ít thì thị trường mới đỡ rủi ro. Còn nếu phiên phân phối xuất hiện liên tục tần suất, ví dụ một tuần 3 lần và khối lượng vốn bán rất lớn, điểm số giảm mạnh, thì lúc đó thị trường cực kỳ rủi ro. Vậy thì tần suất các phiên phân phối phải xuất hiện vừa phải thì thị trường mới tiếp tục có cửa đi lên. Sau những phiên phân phối thì từ phiên phân phối thứ 5 trở đi, thị trường sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn rất rủi ro. Còn từ phiên phân phối số 1 thì thị trường lại thường vượt đỉnh. Số 2, số 3 cũng thường vượt đỉnh nhưng tỷ lệ sẽ ít hơn. Đấy, vậy thì cái câu trả lời là cái phiên phân phối thứ 2, thứ 3 thì vẫn còn có khả năng sẽ vượt đỉnh tiếp. Vậy sau phiên phân phối số 2, số 3 bạn yên tâm, khi dòng tiền nó vào mạnh bùng nổ theo đà thì nó không phải thoát ra 1, 2 phiên mà nó sẽ để lại dấu hiệu của nhiều phiên phân phối. Nó có thể phân phối được khoảng 5, 6 phiên thì chúng ta mới bắt đầu rủi ro. Còn từ phiên 2, phiên 3 bình thường. Ví dụ giai đoạn này của thị trường chẳng hạn. Thị trường hôm nay là ngày 7 tháng 12. Hôm nay thì chúng ta đã có một cái phiên phân phối rất to ngày hôm qua. Đó gọi là phiên phân phối số 2, đúng không? Điểm giảm rất mạnh, giảm hơn 40 điểm. Sau đó xong, thị trường nó lại thường kéo. Thị trường nó lại thường kéo. Vì nó không kéo thì làm sao bán được giá cao cho nhà đầu tư, đúng không? Làm sao nó xả được giá cao? Vì nó xả ra một phiên không thể nào hết được những cái lượng hàng nó đã gom từ đáy và nó đẩy giá lên. Nhiều anh em sẽ bảo là tại sao nó không chỉnh về sâu hơn, nó chỉnh về sâu hơn nữa, tỷ lệ kịch bản nó sẽ thấp. Lý do là nó phải kéo lên giá cao rồi thì nó phải bán ở vùng giá cao. Tại sao nó lại phải bán giá thấp? Nó đã mất công, nó kéo lên quanh vùng, ví dụ hiện tại nó quanh vùng 1.100 thì nó phải chốt lời quanh cái vùng đó là điểm đầu tiên chứ. Đấy, nó còn thậm chí nó còn có thể kéo vượt 1.100 nó chốt lời chứ. Tại sao nó lại cứ bán một hai phiên mà nó đòi hết được, không thể nào hết được hàng? Nguyên tắc là nó phải phân phối ít nhất độ khoảng 5 phiên. Ít nhất độ khoảng 5 phiên, chúng ta cứ đếm mà xem. Trong một nhịp hồi mà dòng tiền mạnh như thế này thì nó phân phối khoảng 5 phiên mới ra hết hàng. Anh em cứ bình tĩnh. Điểm mua thì chúng ta sẽ có các nhịp, chia các nhịp để mua tùy vào vị thế lợi nhuận của mỗi người. Ví dụ lợi nhuận của ông bảo là nhịp này 20%, 20% đủ biến chim cút thôi, ăn Tết, đúng không? Ông bảo đoạn này chưa đủ 5% thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cơ hội tiếp theo. Đúng không? Nhưng làm gì thì làm phải nhớ vị thế của mình và biết đủ. Và nguyên tắc luôn luôn nhớ ấy, nhắc anh em, không được là người đến sau. Người đến sau sẽ là người cầm cái cục than hồng cực nóng trao tay bởi người khác, trao tay bởi lái. Đừng bao giờ là người đến sau, các bác sẽ mất Tết. Đừng bao giờ là người ăn đến miếng cá cuối cùng thì toàn xương thôi, xương đuôi. Đừng bao giờ là người ngồi đến bữa cỗ cuối cùng, vì chỉ đó là phải đi rửa bát. Và room tại link bio TikTok. Chúc các bác đầu tư thành công.